make the soup with lemon and sugar. But it has all meat and everything. First of all, you slice. One layer of salt, one layer of sugar. Đây các bạn thấy ông đang làm chanh muối, mà cái chanh muối kiểu này thì ngon hơn là thấm nhanh nữa. Mùa hè nó sắp tới thì mùa hè nó sẽ nóng, mình sẽ uống như chanh muối thì nó sẽ khác ngon hơn. Đây là bắt đầu cắt ra mỏng chanh trước. Cái này chanh của Việt Nam mà mới mua hôm qua, nhờ có TPP của chanh Việt Nam mà nhập qua nhà các bạn. Giờ mình mới sắp mỏng cái chanh này lên. Chanh một lớp muối và một lớp đường. Cinnamon, you put it in, take it.
往特的手往特的把细胞một miếng plastic wrap không? Miếng này có và là có và có. Dạ. Okay, thank you everyone. Chào các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành, cuối tuần vui vẻ.